cả các cô chú anh chị yêu Lan trên toàn quốc. Em xin tự giới thiệu em là em Giang ở thành phố Lào Cai. Số điện thoại liên hệ mua hàng và kết nối Zalo của bên em là 0978000833. À, hôm nay em lại tiếp tục lên chia sẻ cái việc vòng địa lan trần mộng cho mọi người chơi hoa Tết cho mọi người nhá. Đó, đang ngồng hoa rất là đẹp đây này. Đó. Sau đây em xin vào mã của ngày hôm nay nhé mọi người nhá. Trước khi vào mã của ngày hôm nay thì em sẽ lên cho mọi người cái mặt hoa nhé mọi người nhá. Đó có hai màu này, màu vàng lưỡi đỏ này và màu xanh ngọc lưỡi đỏ này. Đó và bông màu vàng lưỡi đỏ nhé mọi người nhá. Đó, bông vàng lưỡi đỏ này rất là xinh này, bông rất là to nhá và cực kỳ là sai hoa luôn. Một chùm của nó thì em đếm sơ sơ một chùm nó cũng phải ít nhất là từ khoảng độ khoảng 20 hơn 30 một cành nhá mọi người nhá, một cành thôi ạ. Và trung bình là mỗi củ ấy nó sẽ lên đến tầm 2 đến 3 cành nhá mọi người nhá, 2 3 cành trở lên nhá, tùy cái công sức mình chăm thôi. Đó. Rất là sai hoa luôn và hoa có mùi thơm thoang thoảng nhá. Nở thì rất là bền nhá, nở thì rất là bền. Nở từ trần mộng này bình thường sẽ nở từ tháng 12 âm lịch nhá, 12 âm lịch cho đến hết Tết Nguyên Đán, cũng như đến tháng 2, tháng 3 luôn đấy nếu mình chăm sóc tốt ấy ạ. Đó, về màu hoa thì em sẽ báo luôn màu hoa cho mọi người sẽ lựa chọn nhá. Đó, hôm nay em lên cho mọi người là mã B này, mã B nhá mọi người nhá. Đầu tiên với mã B1 này. Mã B1 hoa vàng lưỡi đỏ này, 180.000 em bao ship cho mọi người nhá. Em Giang bán hàng vẫn bao ship cho mọi người nhá, 180.000 này. Đó, ngồng hoa này. Rễ này rất là đẹp luôn nha mọi người nhá, nhỏ nhỏ xinh xinh, hoa vàng lưỡi đỏ này. Cái lá nó thì ngắn ngắn ấy. Đấy, rất là xinh luôn này, xanh nhá, cây xanh và rất là khỏe luôn. Hoa vàng lưỡi đỏ này, ngồng hoa này. 180.000 nhá, hoa vàng lưỡi đỏ 180.000 em bao ship nha mọi người nhá. Cái mùa này thì trần mộng nó đang lên ngồng hoa ấy. Đấy, đây này. Đó, đang lên ngồng hoa nhá. Nên là mọi người cứ để ý ở những cái ngách lá nó sẽ đang lên nhú nhú nhá. Đó. B1 180.000 em bao ship này. Đó. Mã tiếp tục với mã số B2 này, mã số B2 nhá. B2 này em có combo ba rè nhỏ nhỏ nhá. Ở đây nó sẽ có một rè hoa vàng và hai rè hoa xanh. Đó, cái rè lá ngắn này là rè hoa vàng này. Rè lá ngắn là rè hoa vàng nhá mọi người nhá. Đó, lá ngắn hoa vàng này. Combo ba rè nhá. Đây là rè đầu tiên này. Đó, rè đầu tiên hoa vàng này. Tiếp tục thứ hai là rè đây, rè hoa xanh này, rè hoa xanh đây nhá mọi người nhá. Đây là một rè hoa xanh nữa này. Đó. Rè hoa xanh nữa này. Đó. Combo 3 rè này nhá mọi người nhá. Combo 3 rè một xanh, hai xanh một vàng. Combo 3 rè hai xanh một vàng to như thế này. Mọi người về mọi người ghép lên chậu to thoải mái luôn nhá mọi người nhá. Em bán cho mọi người với giá là 260.000 em bao ship đó mọi người nhá. 260.000 em bao ship này. 260.000 bao ship đó mọi người nhá cho mã B2 này. Đó. Ghép lên thành bụi rất là to nhá mọi người. Về mình cũng mọi người ghép thành một bụi nhá cũng được này. Đó. Thành một bụi to luôn, hai xanh một vàng nhá. 260.000 em bao ship này, 260.000 em bao ship cho mã số B2 nhá mọi người nhá. Mã B2 chứ nhỉ? Mã B2. Sao lại đánh là mã B3 này nhỉ? Đó. Xem mã này mã B mấy đây. Rồi B2 nhá mọi người nhá. B2 này 260.000 em bao ship nhá. Đó, tiếp tục với mã B3 nhá. Để sau này Covid nên là cũng nhiều lúc hay quên, hay nhầm lẫn. Mã số B3 này, hoa vàng lưỡi đỏ này, rè này bán 280 nhá, rè này rè to này. Rè to nhá mọi người nhá. Đây, đấy. To này, 280 nhá, ngồng hoa này. Đó. Nói chung là nó không có ngồng dài, sẽ có ngồng ngắn nhá. Một củ này nó sẽ lên 2 3 cành này. Đó, đây là rè B, đây là rè B3 nhá mọi người nhá, rè B3 này. B3 này, 280.000 nó bao ship này. 280.000 bao ship này. Đến lúc thi thoảng do vận chuyển cũng gãy một số ngồng này. Cái vết này vết gãy từ lâu rồi này. B3 này, B3 này 280.000 bao ship hoa vàng lưỡi đỏ nhá mọi người nhá. Hoa vàng lưỡi đỏ B3 này. Tiếp tục với mã số B4 này. Mã số B4 nhá. B4 300.000 bao ship hoa xanh lưỡi đỏ này. Có một cái ngồng dài cho mọi người chơi hoa sớm này. Đó, một cái ngồng dài cho mọi người chơi hoa sớm nhá. B4 hoa xanh lưỡi đỏ này 300.000 bao ship nhá. 300.000 bao ship cho mã B4 này. 300.000 bao ship cho mã B4 nhá. Đây, củ rất to này và ngồng hoa rất là nhiều đấy, mọi người xem này. Ngồng hoa rất là dài này. Đấy. Sơ sơ em đã nhìn thấy 3 cái rồi nhá. 3 cái dài ngoằng rồi. 3 cái dài ngoằng rồi nhá mọi người nhá. Còn những cái bé thì không chẳng em không vạch nữa nhá mọi người nhá. Mã số B4 này hoa xanh lưỡi đỏ 300.000 em bao ship nhá mọi người nhá. Mã số B4 hoa vàng lưỡi đỏ hoa. Hoa xanh lưỡi đỏ chứ à? Hoa xanh lưỡi đỏ 300.000 bao ship cho mã số B4 nhá. Em quay rất là rõ rồi nên mọi người khi mọi người xem video thì mọi người chú ý hộ em nhá. Tại vì có một số bác của em quay lại gửi Zalo ấy là mà tại vì em kiêm nhiều việc quá nên là thời gian em cũng hữu hạn ấy ạ.
Để mọi người thông cảm giúp em nhé. Mọi người xem video, mọi người thích cái giày nào thì mọi người xem kỹ giúp em nhé. Em sẽ cố gắng quay rất là kỹ cho mọi người luôn nhé. Tiếp tục với mã số B5 này, mã số B5 208 nhá, 280.000 bao ship này, hoa vàng lưỡi đỏ này. Hoa vàng lưỡi đỏ nhá, giày này xinh chưa? Cái giày này lá nó ngắn ấy mọi người ạ. Đó, ngồng hoa này, giày nó ngắn mà củ rất là nhiều luôn nhá. Vì củ nó cái dòng này cái giày này thì củ nó bé bé thôi. Củ nó bé bé thôi. Nên là nó rất là nhiều củ luôn, rất là sai nhá. Đây, có hai cái ngồng hoa rồi này. Đó, thấy hai cái ngồng hoa rồi. Thôi em không vạch nữa nhá mọi người nhá. Em không vạch nữa nhá. Đó lại giày là giày to này. Em bán có 280 thôi, 280.000 em bao ship cho mọi người nhá. 280.000 bao ship cho mã B5 này, hoa vàng lưỡi đỏ này. 280.000 em bao ship cho mã B5 nhá, hoa vàng lưỡi đỏ này. Hoa vàng lưỡi đỏ nhá. 280.000 em bao ship này. Đó. Tiếp tục với mã B6 nhá, mã B6 này. Hoa xanh lưỡi đỏ này. B6 hoa xanh lưỡi đỏ này. 250.000 nhá. 250.000 bao ship này. Củ to chưa? Củ rất là to nhá, dành cho bác nào, những bác nào thích những cái dòng thích những cái củ to khỏe đó. 250.000 nhá mọi người nhá. 250.000 em bao ship này. 250.000 bao ship cho mã B6 này, hoa xanh lưỡi đỏ này. Hoa xanh lưỡi đỏ này. Đây ngồng hoa đây này. Đó hay lên ở những cái bẹ lá này. Đây là cái ngồng này, ngồng cái giày này cũng ngồng bé thôi. Mọi người cứ vạch cái gạch vạch cái bẹ lá ra là có nhá mọi người nhá. B6 này 250.000 em bao ship nhá, hoa xanh lưỡi đỏ này. Đó. Tiếp tục với mã B7 này, B7 này. B7 đây là một giày hoa vàng lưỡi đỏ nhá, giày này bán 200 nhá. 200.000 bao ship này. Đấy ngồng hoa này. Đây nhá, trong này cũng có này. Đó, ba cái rồi, nhìn thấy ba cái là 1 2 3, ba cái trồi hẳn ra rồi nhá. Đó. Mã số B7 nhá. Mã số B7 hoa vàng lưỡi đỏ này 200.000 em bao ship cho mọi người nhá. Mã số B7 này, B7 nhá. B7 đây này. Hoa vàng lưỡi đỏ nhá, 200.000 em bao ship này. Đó, 200.000 bao ship cho mã B7 này, mã số B7 nhá. Tiếp tục với mã số B8 này. Giày này giày mã B8 nhá. B8 250.000 hoa vàng lưỡi đỏ em bao ship này. Đó, ngồng hoa này. Đây, cái giày này nhiều ngồng này. Đấy, lại có cái nữa rồi này. Có nhiều ngồng nhá mọi người nhá. Đấy, có ngồng đấy. Mã số B8 này hoa vàng lưỡi đỏ 250.000 em bao ship cho mọi người nhá. B8 này, B8 hoa vàng lưỡi đỏ này, B8 hoa vàng lưỡi đỏ 250.000 em bao ship nhá. 250.000 bao ship cho mã B8 này. Đó, mã số B8 hoa vàng lưỡi đỏ này 250.000 em bao ship nhá mọi người nhá. Đó. Tiếp tục với mã số B9 này. Mã số B9 nhá, hoa xanh lưỡi đỏ, giày này bán 150 này. 150.000 nhá. Cái giày này nó to nhưng mà nó chưa trồi cái ngồng ra hẳn ấy. Nên em bán giá rất là rẻ. Em bán cho mọi người với giá là 150 cho các bác sưu tầm nhá. Nói chung thì nó sẽ lên ngồng ở những cái củ này thôi. Nhưng mà giờ nó chưa ra thôi. Cái giày này nó ra muộn. Đó. Mã số B9 nhá. Mã số B9 dành cho các bác sưu tầm này 150 nhá. 150.000 em bao ship này. 150.000 bao ship cho mã B9 hoa xanh lưỡi đỏ này. Hoa xanh lưỡi đỏ nhá, lá rất là to luôn này. Đấy, mọi người xem cái bẹ lá của nó này. To vật vã luôn. 150.000 nhá, 150.000 bao ship cho mã số B9 này. Tiếp tục với mã số B10 nhá. B10 hoa xanh lưỡi đỏ, giày này em bán 380 nhá mọi người nhá. To nặng này, ngồng hoa này. Đó, ngồng hoa này. Củ rất là to và lá rất là to nhá, bụi to này. Đó. 380 nhá, 380.000 em bao ship này, 380.000 bao ship cho mã số B10 nhá. B10 này, B10 380.000 em bao ship cho mọi người nhá. B10 380.000 em bao ship này, mã số B10 nhá mọi người nhá. Cái giày này ngồng hoa nhiều. B10 này. B10 380.000 em bao ship này. Đó. Tiếp tục với mã số B11 này. B11 nhá. À. B10 à? Thế cái mã này 3B. Em đấy, em lại đánh trùng hai mã một phát rồi đây này. Thế thì cái giày 380 em sẽ đánh là B10A nhá mọi người nhá. Mọi người lưu ý giúp em nhá, B10A 380 hoa xanh lưỡi đỏ này. Đó. Tiếp tục với mã số B10B nhá mọi người nhá. B10B. B10B giày này có 220 thôi nhá, hoa vàng lưỡi đỏ này. Đó, ngồng hoa này. Đó, ngồng hoa này. Bên trong này cũng có này. Đó. B10B nhá mọi người nhá. B10B 220.000 bao ship này. Dành cho bác nào những thích những cái giày lá ngắn này, hoa vàng lá ngắn này. Đó, ngồng hoa này. Bên này cái. Đây nữa này. Rồi, nhiều ngồng. 220 nhá, 220.000 bao ship hoa vàng lưỡi đỏ này. B10B nhá, B10B 220.000 bao ship. Đó, tiếp tục với mã số tiếp theo là mã số B11 này. B11 nhá, giày này em bán cho mọi người với giá là 350 nhá. Giày này to nhá mọi người nhá, mà nhiều ngồng dã man luôn. Củ to chưa? Củ to vật vã luôn nhá, củ to này. Ngồng hoa thì lên rất là nhiều nhá. Đấy, đây.
Nói chung là cái thế rẻ này cũng rất là đẹp nhá. Đây này nó trồng lên nó sẽ tỏa ra ấy, nó sẽ tỏa ra ấy ạ. Đó, 350.000 nhá, 350.000 em bao ship này, cho mã hoa vàng lưỡi đỏ này. À, hoa vàng lưỡi đỏ 350 nhá. Hoa vàng lưỡi đỏ 350 cho mã số B11 này, B11 hoa vàng lưỡi đỏ 350 này. Tiếp tục với nhá. Em vẫn bao ship cho mọi người nhá, tiếp tục với số mã số B12 này. Giày này hoa xanh nhá. Hoa xanh lưỡi đỏ này, ngồng hoa này, trời, nhớ chưa? Nhưng mà cái giày là sáng của nó sáng rắn sẽ bè bè nhá, nó không tròn đâu mà nó bè bè đấy đấy. Mặt nào nó cũng bè luôn. Ngồng hoa thì lên rất là nhiều nhá và lá rất là dài nhá mọi người nhá. Lá này phải dài hơn 1 mét đấy mọi người nhá. Đó. Cái giày này bán 300.000 nhá, hoa xanh lưỡi đỏ này, hoa xanh lưỡi đỏ. Nhưng mà mọi người không thích cái dáng này thì mọi người cứ bổ đôi cho em, bổ đôi xong ghép vào nhau ấy là cũng được nhá mọi người nhá. Nhưng mà bổ đôi thì mình phải bổ thế nào mà không trúng củ nhá. Không trúng củ nhá. Mã số B12 này 300.000 em bao ship nhá. 300.000 bao ship hoa xanh lưỡi đỏ này. Hoa xanh lưỡi đỏ nhá. B12 hoa xanh lưỡi đỏ 300.000 bao ship, rất là nhiều ngồng hoa luôn. Rất là nhiều ngồng hoa luôn. 300.000 bao ship cho mã số B12 hoa xanh lưỡi đỏ này. Tiếp tục với mã số B13 này. Mã số B13 hoa xanh lưỡi đỏ giày này bán 280 nhá mọi người nhá. Đây, ngồng hoa này, đấy ngồng hoa giữa to này. Đây bên dưới. 280 nhá mọi người nhá. Đó. Mọi người thấy ngồng hoa chưa? Đó. Ở trong ngách này có này. Đó. Giày này bán 280 nhá, 280.000 B13 này. B13 280.000 em bao ship nhá mọi người nhá. B13 này 280.000 em bao ship nhá mọi người. B13 280.000 em bao ship. Đó. Hoa hoa này là hoa xanh lưỡi đỏ nhá, hoa xanh lưỡi đỏ này. Tiếp tục với mã số B14 này, B14 hoa xanh lưỡi đỏ giày này bán 220 nhá mọi người nhá. 220 này. Hoa xanh lưỡi đỏ 220 này, đó ngồng này. Đó. Củ to nhá mọi người nhá, củ rất là to luôn. Củ rất là to luôn này. Đó, củ to và lá dài rất là khỏe nhá. 220.000 B14, 220.000 bao ship nhá. 220.000 bao ship hoa mã số B14 hoa xanh lưỡi đỏ này. Hoa xanh lưỡi đỏ này. Tiếp tục với mã số B15 nhá. B15 hoa vàng lưỡi đỏ này, giày này bán 300 này. Giày này nặng cực kỳ chứ nhá. Giày này nặng phải hơn 3 cân nhá, gần 4 cân đấy. Rất là nặng, em bán có 300.000 thôi nhá mọi người nhá. Hoa vàng lá ngắn ngắn nhá mọi người nhá. Lá nó ngắn ngắn và củ nó sẽ nhỏ nhỏ này, ngồng hoa thì cũng rất là nhiều nhá. Ngồng hoa rất là nhiều nhá. Đó, nói chung là thôi em không vạch ra nhá. Nhìn sơ sơ bên ngoài thấy cái ngồng nào thì thấy nhá. Đó. Nói chung là dầm giờ này thì nó chưa ra ngầm thì nó sẽ lên, nó sẽ một thời gian sau nó sẽ lên khoảng nửa tháng cho một tháng nữa nó sẽ lên nhá. Đó. Mã số B15 này. Mã số B15 hoa vàng lưỡi đỏ 300.000 nhá, giày to vật vã nhá. Giày to vật vã. Đó. 300.000 nhá, mã số B15 hoa vàng lưỡi đỏ 300.000 nhá, bao ship này, hoa vàng lưỡi đỏ này. Tiếp tục em có một vài mã xả nhá. Mã xả này là cái hàng từ hôm trước còn ấy. Nên em xả cho mọi người với giá rẻ nhá. Mỗi giày có một mã thôi nhá mọi người nhá. Mã số B16 này, hoa vàng lưỡi đỏ em xả còn 100.000 nhá. Giày này em xả còn 100.000. Tại vì cái hàng này em để cũng một thời gian rồi á. Nên là khi nhận hàng thì nó đang khô ấy. Em đương nhiên không dám tưới nước rồi, nó khô ấy. Khi mọi người nhận hàng thì lá nó sẽ vàng nhá. Nên là nó sẽ vàng nhiều ở cái phần trực gốc này. Đó nên là hôm nay nên là những mã này mã xả nhá mọi người nhá. Bác nào ở gần thì mua mã xả này được này. Mã xả này B16 100.000 nhá, hoa vàng lưỡi đỏ này, hoa vàng lưỡi đỏ 100.000 này. B16 hoa vàng lưỡi đỏ 100.000 nhá, 100.000 bao ship này. Tiếp tục với mã số B17 này. B17 to vật vã như này. Em xả 160 nhá, hoa xanh lưỡi đỏ. Giày này em xả 160. Giày này em xả 160. Giày em xả 160.000 bao ship nhá mọi người nhá, to nhá. Hoa xanh này, D17 nhá. D17 hoa xanh lưỡi đỏ này. Ngồng hoa này. Đó, ngồng hoa này. Em xả còn 160 thôi nhá. Rất là rẻ luôn, 160. Giày này to nhá, 160.000 bao ship này. D17 này, tiếp tục với mã D18 này. D18 đây tiếp tục một giày hoa xanh này, đây một giày hoa xanh này. Cái này nó còn hai củ rời nhá và một cái giày bé bé này. 100.000 nhá, 100.000 bao ship. 100.000 bao ship cho mã số D17 này. D17 nhá. D17 100.000 bao ship này. À D18 chứ. Mã số D18 nhá, hoa xanh này. 100.000 bao ship nhá mọi người nhá. Tiếp tục với mã số D19 này. D19 này rất là nhiều luôn, cả xanh cả vàng nhá. Cả xanh cả vàng này. Cái này em xả một đống này là 200.000 luôn nhá mọi người nhá. 200.000 cả xanh cả vàng. Nói chung là mã xả thì đây là mã xả nhá mọi người nhá. Em xả hàng đấy. Đây, có mấy cái củ rời này. Có mấy cái củ rời và đây, một dề này, hai dề này, ba dề này và mấy củ rời này. Em xả luôn 200.000 nhá. Nhiều lắm, cả xanh cả vàng, 200.000. 200.000 bao ship các mọi người nhá, 200.000 cho mã số D19 này. Đó.
D19 này nhá, rất là nhiều này, em xả còn 200.000 nhá, bao ship luôn. Gọi là xả cho nó hết vậy. Còn có em có một chậu địa lan cọp đỏ nhá mọi người nhá, hay còn gọi là tiểu thư Hàn Quốc ấy. Cái này, cái chậu này nó ít thân. Đang có hai ngồng hoa này, ít thân và hai ngồng hoa nhá. Đây, đây là mặt hoa này, mặt hoa cọp đỏ này, tiểu thư Hàn Quốc nhá. Hoa đỏ đỏ này, đang có hai ngồng hoa nhá. Bình thường em bán cho mọi người với giá là 350 em bao ship. Nhưng mà đấy là chậu nhiều thân. Ở đây chậu này có ít thân thôi. Có đang có 1, 2, 3, 4 này. 4 thân nhá. À 5 thân à, 5 thân này. 5 thân nhá và hai cái ngồng hoa này. Hôm nay em xả cho mọi người giá 220.000 bao ship nhá. Bình thường bán 350 ạ, 350 nhá. Hôm nay em xả còn 220.000 bao ship mọi người nhá. Coi như là đán thu hồi vốn, 220.000 bao ship nhá, 220.000 bao ship cái chậu cọp đỏ này. Mã này sẽ là mã D20 nhá mọi người nhá, mã D20. Hai ngồng hoa nhá mọi người nhá, hai ngồng hoa và 4 thân. Cái dòng này em thấy đây này, người ta phun kích hoa rồi ấy. Vườn phun kích hoa rồi nên về nó sẽ lên thêm ấy ạ. Sẽ lên thêm nhá, và hoa cọp đỏ này nó rất là bền, cây rất là dễ chăm nhá. Đó. Cho nên tất cả các mã của nhà em ngày hôm nay nhá mọi người nhá. Mọi người yêu thích cái mã nào thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại hoặc kết nối Zalo là 0978000833 nhá mọi người nhá. Em thì ở thành phố Lào Cai gửi hàng toàn quốc vẫn bao ship cho mọi người nhá. Ngoài những cái mã này mọi người nếu mà mọi người không ưng ấy thì mọi người có thể liên hệ với em để đặt những cái mã ở bên ngoài nhá. Hàng em về hàng ngày. Nên là ngoài những mã này em sẽ mọi người ví dụ mọi người mua giày 200 thì mọi người gọi cho em bảo mua giày 200 chọn theo yêu cầu thì em sẽ lựa bên ngoài cho nhá. Đó. Em cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video này của nhà em ạ.